Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát rất là hy hữu, tuy hành tất cả pháp đều bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không chưa từng hoại mất, đó là chẳng chấp sắc khác với bản tánh không, cũng chẳng chấp thọ tưởng hành thức khác bản tánh không, chẳng chấp nhãn xứ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ khác bản tánh không, chẳng chấp sắc xứ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp thanh hương vị xúc pháp xứ khác bản tánh không, chẳng chấp nhãn giới khác bản tánh không, cũng chẳng chấp nhĩ tĩ thiệt thân ý giới khác bản tánh không, chẳng chấp sắc giới khác bản tánh không, cũng chẳng chấp thanh hương vị xúc pháp giới khác bản tánh không, chẳng chấp nhãn thức giới khác bản tánh không, cũng chẳng chấp nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới khác bản tánh không, chẳng chấp nhãn xúc khác bản tánh không, cũng chẳng chấp nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc khác bản tánh không, chẳng chấp các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khác bản tánh không, cũng chẳng chấp các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra khác bản tánh không, chẳng chấp địa giới khác bản tánh không, cũng chẳng chấp thủy hỏa phong không thức giới khác bản tánh không, chẳng chấp nhân duyên khác bản tánh không, cũng chẳng chấp đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khác bản tánh không, chẳng chấp các pháp từ duyên sanh ra khác bản tánh không, chẳng chấp vô minh khác bản tánh không, cũng chẳng chấp hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não khác bản tánh không, chẳng chấp bố thí, ba la, mật đa khác bản tánh không, cũng chẳng chấp tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa khác bản tánh không, chẳng chấp pháp không nội khác bản tánh không, cũng chẳng chấp pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khác bản tánh không, chẳng chấp bốn niệm trụ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo khác bản tánh không, chẳng chấp thánh đế khổ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp thánh đế tập diệt đạo khác bản tánh không, chẳng chấp bốn tịnh lự khác bản tánh không, cũng chẳng chấp bốn vô lượng, bốn định vô sắc khác bản tánh không, chẳng chấp tám giải thoát khác bản tánh không, cũng chẳng chấp tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ khác bản tánh không, chẳng chấp tất cả pháp môn đà la ni khác bản tánh không, cũng chẳng chấp tất cả pháp môn tam ma địa khác bản tánh không, chẳng chấp pháp môn giải thoát không khác bản tánh không, cũng chẳng chấp pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khác bản tánh không.